của chị. Thật sự khi mà chưa vào đây thì khi nghe cái câu chuyện của anh Nghị mà nói trên phát sóng trên như vậy thì chị rất là buồn. Nó rất buồn và suy nghĩ rất nhiều, giống như là một cái áp lực. Khi chị đi ra giữa xã hội thì buôn bán thì người này tiếng này, người kia tiếng nọ, là nói chị thế này, nọ kia. Thì chị cũng rất buồn, thì chị muốn hôm nay vào đây để nói cho mọi người biết là sự thật không đến nỗi nào phải như vậy. Thì cái hoàn cảnh giữa vợ chồng tình cảm không hàn gắn được thì chia tay nhau. Trong lúc chia tay nhau thì mỗi người là mỗi đứa con. Thì thật sự ra chị là không đủ điều kiện. Hơn nữa là trong người đang là bị bệnh, bị bướu là di căn, mổ là 2 lần rồi, phải nuôi thêm là đứa bé nhỏ nữa, là em của 2 bé. Thành thử chị không có thể chưa đem được cái em bé Tùng về. Chị mới gửi cho anh là một vài năm để em làm có tiền, có điều kiện đủ cái chỗ ổn định, em sẽ đem con về. Anh cũng đồng ý. Thì lúc đó là chưa xảy ra sự việc, là chị nói là tháng 4 sẽ đem con về đây. Tháng 4 là tháng này, là chị sẽ vào đây, chị đem con về. Hai vợ chồng chia tay, chị cũng ẵm bé đi một thời gian để vào Nha Trang làm ăn, nhưng mà thấy nó tội quá. Mẹ thì thức đêm thức hôm để đi bán trái cây cho người ta, rồi để bé ở nhà không ai chăm, thì lại thêm một đứa em nữa. Thử chị có nói anh Nghị là như hoàn cảnh của em như vậy đó, thì anh có điều kiện hơn em thì thôi cho em gửi thêm một bé nữa. Không thôi hai anh em nó chia nhau ra nó cũng buồn, nó cũng nhớ, nó thích ở với nhau. Thì thôi cho em gửi, đây là em gửi thôi chứ không phải là em bỏ con. Anh Nghị nhận anh cũng vui vẻ, lúc chị nói thì anh cũng đồng ý, rồi chị nói cả gia đình luôn, gia đình của bên nội á. Nói giờ cho hoàn cảnh con vậy thôi cho con gửi, khi nào có điều kiện con đem con về. Chị cũng không hiểu lý do gì, thì khi có bầu mang thai bé thì bác sĩ cho biết rồi là bé sẽ là có dị tật. Thì bác sĩ khuyên là người mẹ như thế nào, chị cũng không có từ bỏ bé. Nếu mà chị mà không thương con là chị bỏ nó từ trong bầu thai rồi. Bác sĩ vẫn cho biết mà, điều kiện ở đây là anh có nhà có cửa, còn chị bây giờ không có nhà cửa gì hết, thì phải đi nhà thuê cửa mướn ở làm kiếm sống nuôi con. Anh thì có nhà, thì khá là như vậy, ở quê anh vẫn có, ở trong nhà anh vẫn có, thì anh phải hơn chị cái điều đó rồi. Chị không biết anh suy nghĩ như thế nào, vì con hay là vì cái mục đích gì thì chị không có hiểu. Nhưng hôm nay anh nói như vậy về người mẹ thì hơi quá đáng.